Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Ở đây là thu hoạch ốc thịt. Mô hình nuôi ốc ở đây là tại ấp Phước Long, xã Phước Trị, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đây mô hình này mới thôi, nhỏ. Đang nới rộng mô hình lớn nha. Hiện tại ốc thịt này nhiêu ký út? Ốc thịt hả? Ừ. Bán ta ăn thì chung là bán cho dân địa phương mình đây thôi nha. Ừ, 70.000 ký ở địa phương mình. Chồm sớm ai ăn lại đây mình út mình vớt lên bán 70.000 ký. Anh em mình có mua thì có ship luôn nha. Ship không? Có luôn. Ship nhiều rồi. Ừ. Ngày giờ út thu hoạch được mấy ký? Ngày có bữa ta mua nhiều mình bán nhiều. Ai ăn mình ta lại mua. Nói chung đây có bán trứng luôn nha. Đó, trứng mới chưa chuẩn bị thu hoạch trứng nè. Trứng chút đem vô nhà đi. Có trong nhà luôn hả? Ờ. Thôi cái này là giới thiệu sơ mô hình nhỏ thôi, mô hình bên kia là lớn chuẩn bị phát triển mô hình mới bên kia, ao sen bên kia, đây là nhỏ thôi, chỉ được mấy dèo thôi, 5-7 dèo gì đó. Rồi, anh em trong khu vực xa gần đây mình có ai muốn nuôi mô hình này thì liên hệ chút cho số điện thoại nha, cho không giấu. Ừ. Đó thì mình đó giờ thả vô dèo để đẻ lấy trứng bán nha mọi người. Mình đi vòng qua đây coi. Đâu? Ủa xuống cái ầm ướt ráo đi. Quay YouTube hay gì? Ừ, có kênh YouTube mà. Đó, quay cho tất cả quý anh chị mình xem nha. Ốc đang đẻ, đừng động mạnh rớt xuống. Trộm đẻ thấy mì. Trứng trắng phao nha mọi người. Lưu ý là trứng màu trắng nha, chứ màu vàng, màu đỏ, màu hồng là trứng ốc u vàng ạ. À. Đang đẻ đó. Đó. Đang lên đẻ ha. Đây trứng này đã đẻ rồi, còn con kia đang bò lên. Vậy là ngày nhiêu đây là ngày gom được nhiêu nửa ký hả? Ừ. Nửa ký trứng hả? Có mấy dèo này ngày được nửa ký trứng nha anh em. Tùy theo để nhiều đít. Phải rồi đó. Nuôi này vậy là út nuôi mấy tháng mới đẻ? Hả? Mấy tháng mới đẻ? Năm cho tháng. Từ ốc con tới ốc mẹ là 5 cho tháng phải không? 6 tháng, từ 6 tháng, 7 tháng. Tùy theo mình cho ăn. Ủa sao không đổ một lần mình thả thì còn? Con chứ đụng đòn ấy đâu phải nó dễ đâu. Chết à. Thả mạnh chết hả? Nhiều chết hả? Ừ. Cũng khó ha. Tôi nãy giờ tôi hất mẹ cái sao cho xong. Chết à. Nó phải năng niu nữa chứ. Vậy trong đây hồi đó thả hết nhiều ký trong này? Ốc con á. Con hả? Ừ. Đó một trứng. Mấy trứng mấy ký? Có nửa ký. Có nửa ký mà thả được nhiêu đấy hả? Nửa ký. Ừ. Giờ lấy vốn chưa? Thu hoạch không ra được nhiêu tiền rồi? À, lấy vốn mà. Thì để đẻ luôn đi chứ bán ốc thịt chi rồi mới muốn đẻ nhiều nhiều rồi bán. Đang đây mà. Có con. Rồi mời tất cả quý anh chị mình qua đây xem ốc con nha. Thấy nó bu nhồi nhồi nè, trời đen thui nè. Nhẹ nhẹ thôi nó. Sao mình biết u vàng bu vàng bu đen giống giống nhau quá à? Khác chứ. Em. Trong đây hai ba lứa hay sao có nhỏ lớn luôn. Hai ba lứa nè. Con này gần tháng. Gần tháng ba lớn nha hả? Ừ. Chị bự chứ. Tương á. Chị cứ từ con nhỏ ba lớn gần tháng ba lớn nha hả? Ừ. Còn vậy? Mấy con này đẻ sao nè, đẻ bị giờ đẻ đâu phải đang nở lượt đâu. Vậy cũng nhanh đi chứ, nếu một tháng được bưng chân cái rồi còn gì nữa. Vậy là 3 tháng bán được rồi coi ha. Thì theo mình cho ăn với lại nhiều ít. Ồ. Nó bu đen trong này luôn, trong đây vậy dự kiến cái trong này thả ra cỡ bao nhiêu ký ta? Ừ, trong này giờ mấy chục ngàn con. Ừ. Không
to lên chút. Cái bu. Ừ. Nói chung là mô hình mình này là ở Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh. Mới nuôi. Ừ, mô hình mới nhỏ. Khi nào để mốt nới rộng mô hình nữa mình quay cho mọi người xem tiếp nha. Chủ yếu ăn bèo thì đâu có ăn gì thêm không? Còn đó nhiều. Này mới đủ cỡ nè. Ngon rồi, thấy ngon rồi đó. Đang kêu kì đang thui. Đâu? Đó. Đó hả? Ừ, vậy 5-6 này là chắc đầy thả không hết nữa. Sao điếm được? Trời ơi, như cám rồi mọi người. Ừ, ốc này mới đẻ thả ra, mới bao nhiêu tuần rồi cái này nè? Cái này bao nhiêu tuần rồi? Từng mấy, 2 tuần. Đang có từng mấy, 2 tuần nha mọi người. Biết là có ai mới đỡ bỏ xuống hồ mơ nữa nè. Vậy là sai 2-3 lứa lúc này hả? Nhưng mốt ta làm cái dèo lứa lứa cho mốt có gì mình bán ốc thịt được. Mày nó nở đâu phải nở ấy hả? Phải nở lượt hả? Vậy hả? Trời ơi, đen thui không nồng mẹ ơi. Giờ ốc gì, ốc dày mua nhiêu ký? Đó hả? Ừ. Đó bán con. Bán con hả? Trời, điếm được con hả? Mình điếm, ví dụ mình điếm bao nhiêu con mình cân cái hai mình tính. Mình lớn lớn vậy. Có nghĩa điếm đại 100 con mình cân lên cái mình tính ra như vậy hả? Trời, tưởng đâu điếm được con, điếm tới chiều á. Có mấy dèo mà ông ấp quá trời nè. Đang ấp. Đó, cái này là nó muốn nở rồi. Cái này sắp nở phải không? Chuyển màu. Nở đó. Ờ, nở luôn rồi, nở rớt xuống nước rồi nha mọi người. Mình quay kỹ để cho mọi người xem. Nó đó, ấp trứng màu đen bắt đầu nở để rớt thành con xuống nước nè. Này đen này đã. Ừ, có mấy dèo vậy thôi mà thu hoạch trứng nè. Đen là vàng ha. Vậy là chuẩn bị mấy mẫu ruộng thả chứ như đây sao nuôi đủ. Nó nhiều lắm. Ồ, đã trắng phao trứng bự không? Trứng con nộng mẹ ơi, trắng phao. Chúc cho người ta. Chúc ta mua trứng gì luôn hả? Ừ. Về ta ấp luôn hả? Ấp dễ không chứ? Ấp y vậy. Thả gì tính đẻ nở đợi rớt xuống hả? Y vậy cái ngày mình tới cái bình á, bình nước. Ồ. Ngày xịt 2-3 lần, xịt cho ướt à. Rồi. Chẳng khô. Bữa nào tôi dắt đối tác qua xem. Mấy mô hình này rồi để ra quay mấy cái mô hình thứ hai cho người ta coi để mình tao nói mình nuôi ít. Quay đây cái đám này cỡ 50 cao không ta? Mấy cao à? À là mô hình thứ hai nè mọi người. Đó, chuẩn bị thả ra ao sen này nè. Đó, thấy lý tưởng không? Quá trời. Đó. Đã mọi người. Thấy mô hình thì ngon rồi. Ốc mà bán 70.000 ký rồi, ok rồi đó. Theo mình nghĩ chắc 3-4 tháng ta bán à. Lên ốc thịt. Còn ốc mà ấp nước trứng xong ta thả xuống đây nuôi. Bán giống luôn nha. Thôi mình giờ xin kết thúc video nha. Rất mong quý cô chú anh chị mình xem video thấy like, thích thì like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ nha. Xin cảm ơn. Rồi, bye nha. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.